Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón giao thừa năm mới Xuân Tân Sửu 2021. Thay mặt cho toàn bộ ekip của Auto Việt Nam, chúng tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ và dành tình cảm cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trong năm 2021, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những video đánh giá xe chất lượng nhất và mang nhiều thông tin hữu ích nhất. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau điểm nhanh những tin tức về thị trường ô tô trong những ngày vừa qua. Chào mừng các bạn trở lại với bản tin số 05 của Auto Việt Nam và mình là Trí Trần. Toyota Hilux AT35 2021, mẫu xe bán tải hiệu năng cao của thương hiệu Nhật Bản đã được ra mắt, sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger Raptor. Và ngay sau khi Hilux AT35 được ra mắt thì Ford lập tức đáp trả hãng xe đến từ Nhật Bản bằng mẫu xe Ranger Raptor 2021 thế hệ mới với những hình ảnh chạy thử ở trên đường phố. Nissan Pathfinder 2022 được ra mắt, có thể sẽ về Việt Nam trong tương lai không xa. Đó là những tin chính nổi bật trong bản tin ngày hôm nay của Auto Việt Nam. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux vừa có thêm phiên bản AT35 đời 2021. Đây là một trong những sản phẩm hợp tác giữa Toyota và Astic Truck. Vì đây là phiên bản hiệu năng cao, bởi lẽ vậy nên xe được cải tiến hệ thống khung gầm và hệ thống treo giúp cho AT35 có khả năng xử lý ở mọi dạng địa hình, đặc biệt với địa hình off-road. Điểm nổi bật đầu tiên của chiếc xe này nằm ở kích thước thông số kỹ thuật của xe, đó là khoảng sáng gầm được tăng lên 66mm, góc tiếp cận và góc lệch được tăng lên lần lượt là 9 độ và 3 độ. Điều này giúp cho AT35 tăng thêm góc thoát khoảng 40,6mm ở phía trước và 20mm ở phía sau so với bản tiêu chuẩn. Còn nói riêng về mặt thiết kế bên ngoài, các bạn cũng sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt như ở phiên bản Toyota Hilux 2021 đang có mặt ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài phần thanh thể thao được gắn trên nắp thùng sau được thiết kế trông dã chiến hơn, và điểm nổi bật đáng nhắc tới nhất ở trên phiên bản AT35 này, đó là xe được sử dụng một bộ la răng hợp kim nhôm mang tên Arctic Truck 17 inch, đi kèm với bộ lốp địa hình BF Goodrich 35 inch. Bên cạnh đó, hệ thống treo nằm ở phía trước cũng được nâng cấp với khá nhiều đồ chơi như là lò xo giảm chấn phía trước Bilstein, hệ thống treo phía sau còn có thêm thanh chống lật và cùm nhíp mở rộng. Cá nhân tôi cho rằng nếu như so sánh với đối thủ Ranger Raptor thì có vẻ như là Toyota Hilux AT35 thực sự không có nhiều điểm nổi bật so với đối thủ. Ví dụ như hệ thống treo phía trước và phía sau của Ranger Raptor đều được sử dụng theo kiểu dạng độc lập với càng kép đúc nguyên khối bởi hợp kim nhôm, kết hợp với hệ thống giảm xóc Ford Racing. Trong khi đó, Toyota Hilux AT35 chỉ được sử dụng hệ thống treo khá là bình thường, phía trước nổi bật chỉ với giảm xóc và lò xo giảm chấn hãng Bilstein, còn phía sau chỉ được sử dụng dạng nhíp lá. Điều này tôi cho rằng không thể so sánh với Ranger Raptor được. Bước vào bên trong khoang cabin xe, các bạn sẽ thấy rằng là Toyota Hilux AT35 cũng không có khác gì nhiều so với phiên bản thông thường. Và một lần nữa, nếu như chúng ta so sánh với Ranger Raptor thì tôi cho rằng mẫu xe này đều thua kém về cả mặt thiết kế lẫn trang bị option. Đầu tiên nói về mặt thiết kế, nếu như Ranger Raptor đem tới cho chúng ta một cái không khí thực sự rất off-road với cụm màn hình táp lô kiểu máy bay chiến đấu, vô lăng và ghế ngồi kiểu dáng thể thao, bên cạnh đó xe còn được trang bị 5 chế độ lái khác nhau, thì Toyota Hilux AT35 gần như không có được những thế mạnh như vậy. Tôi cho rằng đây là một trong những kiểu thiết kế quá đơn giản so với một phiên bản được coi là hiệu năng cao, thực sự không có nhiều điểm nhấn và nổi bật. Xe vẫn được sử dụng động cơ 2.8 lít tăng áp, sản sinh ra khoảng tầm 201 mã lực và mô men xoắn đạt 500 N, kết hợp với cụm hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, Ranger Raptor sử dụng khối động cơ 2.0 lít tăng áp kép, sản sinh ra khoảng 210 mã lực và 500 N, kết hợp với cụm hộp số tự động 10 cấp. Với những phân tích trên, để cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ đến từ Mỹ thì tôi cho rằng Toyota Hilux AT35 gần như không có cửa. Có lẽ chiếc xe này cần có một cái mức giá bán thực sự là hấp dẫn trước đối thủ thì may ra mới có đất sống ở trong phân khúc này. Trong tuần qua thì trang tin MotorOne đã cho đăng tải những hình ảnh chạy thử nghiệm của Ford Ranger Raptor thế hệ mới. Mặc dù được phủ lên mình một lớp ngụy trang rất kỹ càng, nhưng chiếc xe bán tải này vẫn để lộ một số đặc điểm đặc trưng của dòng xe Ranger Raptor. Điểm nhận diện mà các bạn có thể thấy rõ ràng nhất đó là phần mặt ca lăng xe hình chữ cái mang dòng chữ Ford. Hiện chỉ có dòng xe bán tải Raptor của Ford mới có thiết kế kiểu mặt ca lăng như thế này. Cùng với đó, bộ lốp off-road kích cỡ lớn cũng là trang bị tiêu chuẩn thường xuất hiện trên dòng xe bán tải Ranger Raptor. Điểm đáng chú ý và nổi bật nữa nằm ở phía cầu sau của xe cũng được ngụy trang rất kỹ càng, điều chưa từng xuất hiện trong những lần Ford Ranger Raptor chạy thử nghiệm trước đó. Mặc dù mẫu xe này đã được có mặt tại một số thị trường như Úc, Thái Lan, Việt Nam, nhưng mẫu xe này chưa từng được phân phối ở Mỹ.
Lý do là Ranger Raptor vẫn là một trong những dòng xe thuộc phân khúc mini series, trong khi đó người Mỹ đã quá quen sử dụng những dòng xe bán tải cỡ lớn có công suất máy khủng, trong đó có F100, F150, F250 sử dụng những khối động cơ xăng có dung tích xi lanh từ 3.5 lít đổ lên. Vì thế, tôi cho rằng nhiều khả năng Ranger Raptor được phân phối ở tại thị trường Mỹ sẽ được trang bị động cơ mạnh hơn so với khối động cơ tăng áp kép 2.0 lít sản sinh ra khoảng tầm 210 mã lực và 500 Nm hiện tại đang được áp dụng cho xe. Nissan Pathfinder là một trong những cái tên còn khá xa lạ ở tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay chiếc xe này có 5 thế hệ đã được phát triển và đã từng là một trong những con át chủ bài của hãng xe đến từ Nhật Bản. Ngoài lý do đến từ sức ép của thị trường càng ngày càng gay gắt, bên cạnh đó xe không được nâng cấp một cách triệt để mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Điều đó khiến cho doanh số của mẫu xe này càng ngày càng giảm sút. Nhìn vào những hình ảnh bên trên màn hình, các bạn cũng có thể thấy mẫu xe này có phong cách thiết kế khá đơn giản. Điểm nhấn duy nhất ở phần đầu xe đến từ phần mặt ca lăng được làm to bản, sơn đen, đặc trưng của Nissan. Còn với cụm đèn chiếu sáng thì tôi cho rằng được thiết kế khá là dị, với dải đèn LED daylight nằm ở phía trên thay vì thông thường được đặt phía bên dưới. Đuôi xe cũng vậy, được thiết kế tương đối đơn giản, không có nhiều điểm nhấn. Tuy nhiên khi bước vào bên trong khoang cabin xe, chúng ta phải công nhận rằng nó đủ sức thuyết phục những ai khó tính nhất xuống tiền ngay lập tức. Đầu tiên, đến từ phần màn hình trung tâm giải trí Chí Ninh đều có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto. Bên cạnh đó, cần số của xe cũng được thiết kế trông khá là hiện đại, giống với những mẫu xe hạng sang. Kết nối với hệ thống giải trí là dàn âm thanh 13 loa Bose, hứa hẹn sẽ mang tới không gian âm nhạc vô cùng đẳng cấp cho xe. Điểm thứ hai đến từ cụm màn hình Tableau Digital của xe kết hợp với vô lăng thể thao để cắt. Chắc chắn sẽ thể hiện một phong cách rất thể thao khi kết hợp cùng với khối động cơ hút khí tự nhiên 3.5 lít sản sinh ra công suất khoảng 284 mã lực, mô men xoắn đạt 351 Newton đi kèm với cụm hộp số tự động 9 cấp ZF. Chiếc xe SUV này đã được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh với 7 chế độ lái khác nhau. Về phần trang bị an toàn, Pathfinder 2022 được trang bị gói an toàn Safety Shield 360 độ của Nissan. Gói an toàn này bao gồm những công nghệ như là phanh tự động, tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và đèn pha tự động. Cá nhân tôi thì chưa bao giờ đánh giá cao phong cách thiết kế của những mẫu xe Nissan. Thực sự nó không có nhiều sự cởi mở và phá cách như những mẫu xe đến từ Hàn Quốc và đem tới những sự hiện đại như những mẫu xe đến từ châu Âu và Mỹ. Còn nói về các yếu tố khác như là vận hành hay là kích thước không gian bên trong khoang cabin xe thì tôi luôn luôn đánh giá rất cao những mẫu xe đến từ Nhật Bản về mức độ rộng rãi, đi cùng với khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Vừa rồi là bản tin news số 05 của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.